Không làm lấy gì mà ăn, cứ tin vào số thì cứ ở nhà là có tiền. Chính xác là như thế bạn nhé. Không có chuyện đổi sim khác là đổi đời luôn. Không có chuyện đổi sim là chỉ ở nhà có tiền. Mọi người vận động năng lượng hay vũ trụ là điều không nằm ngoài quy luật của nhân quả. Nhân xấu thì vẫn nhận trái đắng, không thể biến trái đắng thành trái ngọt được. Nhưng đổi sim thì có thể nâng cao tần số rung động năng lượng, bồi đắp năng lượng tốt, dần tác động và giúp mình cải thiện từ trường năng lượng bản thân. Từ đó mà chiêu cảnh duyên lành, may mắn thuận lợi, hanh thông trong cuộc sống. Duyên lành đến, gieo hạt giống lành, tự khắc tương lai sẽ hái quả ngọt. Có số sim phù hợp cũng giống như là bạn có cần câu tốt khi mà bạn đi câu, giống như là bạn có đôi giày im chân giúp bạn đỡ đau hơn trên đường đời. Chứ bản thân đôi giày không thể nào đi đến đích giúp bạn được. Các con số mang năng lượng rất lớn, khi ta dùng các con số không phù hợp, nó khiến ta có những suy nghĩ không phù hợp, vì vậy sẽ dẫn đến những hành vi dẫn đến kết quả. Nếu không biết cách sử dụng các con số thì việc bạn thường xuyên gặp những điều không may mắn, không mong muốn trong cuộc sống, đó cũng là một sự lập trình. Nếu bạn không biết cách kiến tạo ra một tương lai của chính mình thì hãy IB cho tôi nhé. Tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Và nếu như bạn có đam mê về bộ môn năng lượng số hay bát cực linh số thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi sẽ đưa bạn vào lớp học căn bản nhé.